Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Tiếng Trung Sweden. Nối tiếp bài học ngày hôm trước về đại từ nhân xưng, hôm nay chúng ta sẽ học về những từ mà chúng ta dùng để gọi người thân trong gia đình. Vì lượng từ vựng cho chủ đề này cũng khá là nhiều nên mình sẽ phân thành hai phần. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những từ đơn giản như ba mẹ, anh chị em và còn những từ như là ông bà, cậu, mợ, cô, chú. Chúng ta sẽ học ở phần 2. Các bạn nhớ đón xem nhé. Vì mình muốn các bạn là sau khi các bạn học xong, các bạn có thể nhớ được, có thể viết được và có thể thực hành cùng mình. Cho nên trong cấu trúc bài học ngày hôm nay các bạn học chỉ là 6 từ vựng mà thôi. Nhưng mình tin chắc các bạn học xong là sẽ nhớ và ghi được. Chúng ta cùng thử xem thế nào nhé. Để giúp cho việc học của các bạn đơn giản hơn, mình phân thành hai nhóm. Nhóm bên trái là nam và nhóm bên phải là nữ. Ta có ba sẽ là ba bà, ba bà. Chúng ta sẽ ứng dụng thông qua mẫu câu 这是谁, đây là ai. 这 nghĩa là đây, 是 là sĩ, ai, 这是谁, đây là ai. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời bằng cách dùng mẫu câu 这是我的. 这是, đây là 我, tôi, 的, của. Vậy thì thứ tự sẽ không giống với tiếng Việt, chúng ta sẽ để từ tôi ở phía trước nha các bạn. Vậy các bạn muốn trả lời đây là ba của tôi, chúng ta sẽ nói 这是我的爸爸. 这是我的爸爸. Tương tự chúng ta sẽ có anh trai là 哥哥. 哥哥. Em trai 弟弟. 弟弟. Mẹ sẽ là 妈妈. Mama. Chị gái 姐姐, 姐姐. Em gái 妹妹, 妹妹. Nếu đến đây mà các bạn cảm thấy bối rối với việc ghi nhớ những mặt chữ này thì các bạn hãy đến với phần tiếp theo, mình hứa là sẽ rất thú vị. Các bạn nhìn ba từ này, mẹ, chị gái, em gái đều có mang bộ nữ ở trước, nghĩa là phụ nữ đàn bà. Vậy thì chúng ta cùng phân tích cụ thể từng từ như thế nào nha. Đầu tiên từ mẹ, chúng ta có bộ nữ nghĩa là phụ nữ và bộ mã nghĩa là con ngựa. Chúng ta sử dụng hai phương pháp hình thành và hội ý để ghi nhớ từ này. Ví dụ các bạn dùng phương pháp hình thành nghĩa là một phần chỉ hình, một phần chỉ âm thanh. Phần chỉ hình chính là bộ nữ, mẹ mình phải là phụ nữ. Đó, cho nên nhắc tới mẹ là các bạn phải nhớ có bộ nữ đầu tiên. Tiếp theo là phần chỉ âm thanh chính là bộ mã. Bộ mã có cách phát âm là mã và sau đó nó thay đổi một chút, chúng ta sẽ có từ ma, giống giống đúng không các bạn? Vậy thì chúng ta sẽ có ma mà sẽ là từ mẹ. Tiếp theo là phương pháp hội ý. Hội ý của hai thành phần này lại bằng cách các bạn xây dựng câu chuyện. Chẳng hạn, mẹ mình là người phụ nữ, làm việc nhiều và nhanh như con ngựa. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn chỉ là kết hợp bộ nữ và bộ mã lại là được. Nếu các bạn không biết đến phương pháp hình thành và hội ý thì các bạn hãy tìm xem video về bí kíp ghi nhớ chữ Hán của Sweden. Ở đây các bạn sẽ được học về cấu tạo chữ Hán và phương pháp mà chúng ta sẽ dùng để mà ghi nhớ mặt chữ nha các bạn. Tương tự như vậy, từ chia chia nghĩa là chị gái, bao gồm có bộ nữ và từ thả này. Vậy thì đối với phương pháp hình thành, các bạn sẽ thấy phần chỉ hình sẽ là bộ nữ, chị mình là phụ nữ đúng không các bạn? Nên sẽ có bộ nữ ở phía trước và cái âm thanh J và từ Q, cái vị trí lưỡi phát âm các bạn giống nhau, chỉ là một từ bật hơi và một từ không bật hơi thôi. Nên các bạn sẽ thấy từ này thay đổi một xíu, chúng ta sẽ có từ chia chia, nghĩa là chị gái. Phương pháp thứ hai hội ý, các bạn có thể hình dung từ này giống với cái chuông, nghĩa là các bạn có thể tự tưởng tượng và xây dựng cho mình câu chuyện, bất luận nó có hay hay không, nó có đúng với ý nghĩa thực tế hay không, miễn là các bạn nhớ là được. Vậy thì cái hình này mình hay tưởng tượng là giống với cái chuông, có hai cái nắp này và được đặt ở dưới mặt đất. Mình sẽ xây dựng câu chuyện cho từ chị gái bằng cách chị gái là người phụ nữ thường ngồi gần cái chuông. Cũng được các bạn ha. Và cuối cùng là từ mẹ mẹ nghĩa là em gái. Em gái phải là phụ nữ, phần chỉ hình và âm thanh na ná là từ quê, nghĩa là vị đó các bạn. Đó là phương pháp hình thanh.
Đối với phương pháp hội ý, từ vị này có nghĩa là chưa, như từ vị thành niên là chưa có thành niên đó các bạn. Thì các bạn có thể xây dựng em gái, đúng không, là giới tính nữ đó, và chưa đủ tuổi thành niên, thì chúng ta sẽ kết hợp bộ nữ và từ vị lại là được. Đến đây các bạn để ý giúp mình là các bạn sẽ để cái nét ở phía trên ngắn hơn nét ở phía dưới nha. Vì các bạn nếu để cái nét này dài hơn, chúng ta sẽ có từ khác. Tiếp theo, bà nghĩa là ba. Thì các bạn chỉ cần nhớ ở phía trên là bộ phụ, nghĩa là cha, như là phụ thân, chúng ta cũng dùng từ này này. Tiếp theo, nó sẽ mượn âm thanh của từ ba này. Đó, và từ này cũng rất là thường gặp nha các bạn. Vậy thì kết hợp bộ phụ và cái âm thanh của từ này, chúng ta sẽ có từ bà, nghĩa là ba. Và anh trai kết hợp từ hai cái từ khả, như trong khả năng là chúng ta dùng từ này. Thì anh trai là người có hai khả năng, một khả năng ở phía trên, một khả năng ở phía dưới. Câu chuyện nó vô lý cũng được nha các bạn, miễn là các bạn nhớ là được. Vì cái từ ba và từ khả này các bạn gặp rất là nhiều, nên các bạn sẽ tập viết để mà nhớ nó nha. Và mình sẽ kết hợp lại thì các bạn sẽ học được nhiều từ khác nữa. Tiếp theo là em trai là tì tì. Ở phía trên đây các bạn có thể gọi nó là bộ bát ngữ. Bộ bát là như thế này nè các bạn, nghĩa là số 8 đó. Và đối với bộ này chúng ta sẽ đặt tên là bộ bát ngữ. Và tiếp theo ở phía dưới này chính là bộ cung, nghĩa là cái cung tên. Và các bạn có thể tưởng tượng cái nét sổ này nè, giống như cái mũi tên cũng được. Vậy em trai là đứa nó thường mang cái bộ bát ngữ ở trên đầu, nó cầm cây cung và cây tên để đi chơi. Đây là nét phẩy này các bạn. Nghĩa là cách này sẽ giúp cho các bạn vừa nhớ được mặt chữ, vừa tránh được sự nhầm lẫn, mà vừa gợi mở cho các bạn được cách phát âm nếu mà các bạn có lỡ quên. Vậy thì tới đây các bạn hãy thử thực hành bằng cách giới thiệu gia đình của các bạn thông qua mẫu câu 这是我的, đây là của tôi. Chẳng hạn đây là ba của tôi, ông ấy rất yêu mẹ tôi. Chúng ta sẽ có 这是我的爸爸, tha hẳn ai của mama. Các bạn còn nhớ từ tha này không các bạn? Vì ba mình là con trai đúng không? Nên chúng ta sẽ dùng từ tha mà có bộ nhân đứng ở phía trước. Còn nếu các bạn muốn nói là mẹ mình á, cô ấy, bà ấy á, các bạn sẽ dùng từ tha mà có bộ nữ ở phía trước nha. Cuối cùng các bạn hãy thử chọn cho mình đáp án cho hai câu này nhé. Từ nào là em trai và từ nào là em gái? Các bạn hãy comment ở bên dưới để mình xem cái phương pháp mà chúng ta vừa học liệu có hiệu quả hay không. Bài học đến đây là hết rồi. Hy vọng bài học vừa khép lại các bạn cũng vừa ghi nhớ được mặt chữ. Nếu các bạn yêu thích mục này của Squidden thì các bạn hãy nhấn nút like và nhấn nút subscribe ở bên dưới để đón xem những bài học mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.